Thằng Cò xin chào tất cả bà con mình nha. Hôm nay Văn Thanh theo yêu cầu của anh Hùng đi vào đây để review căn nhà ở trong khu đô thị 5 sao Five Star Eco City. Vào đây nha, đi vào trong đây rồi quay cho bà con mình một cái căn nhà. Nhà này là chính chủ gửi bán luôn, liên hệ chính chủ luôn. Ở cổng này là cổng chánh. Cổng chánh này nằm mặt tiền tỉnh lộ 826. Tỉnh lộ 826 này là đường Đinh Đức Thiện, nó dài đó. Ở đây chạy chừng cây số ra khu công nghiệp Cầu Tràm. Tỉnh lộ 826 đoạn này chạy có chừng 500m thôi là tới ngã tư Phước Lý. Ngã tư Phước Lý là giao lộ giữa tỉnh lộ 826 và tỉnh lộ 835B đó. Rồi từ đây chạy đi khoảng chừng hơn cây số là qua bên kia là Bình Chánh này. Qua Bình Chánh là nó là Đinh Đức Thiện nha bà con. Bên Bình Chánh á, đường này bên đây là 826 chứ bên Bình Chánh là Đinh Đức Thiện. Từ đây mà đi tới quốc lộ 1A tới chợ Bình Chánh á, khoảng chừng 3-4 cây số à, kế bên. Khu đô thị này ráp với thành phố Hồ Chí Minh nha, ngay đoạn chợ Bình Chánh. Mình lên mạng mình tìm Five Star khu đô thị 5 sao thì nó ra liền. Hoặc là thắc mắc gì đó bà con mình cứ liên hệ với anh chủ nhà hoặc là Thanh Cò thì để giải đáp thêm nha. Rồi bây giờ Văn Thanh sẽ dẫn bà con mình đi vào căn nhà này. Video này là quay theo yêu cầu của chủ nhà nên quay rất là kỹ lưỡng luôn. Tại vì bà con mình coi kỹ càng rồi quyết định mua thì mình liên hệ mình xuống, mình nhờ mở cửa coi, cái nữa là mình chốt luôn nha. Đây mấy dãy nhà phố này nè, nó đang xây cũng gần hoàn công rồi. Mình đi vào theo đường cổng chánh nha. Đại lộ Thiên Trường. Đường này tên gọi là Đại lộ Thiên Trường nha. Rồi Thanh Cò sẽ đi một vòng qua cái đường mà đi ra tỉnh lộ 835B đó. Vòng qua đường đó để cho bà con mình tiện tham khảo hơn. Ở đây cũng có đường vào nữa nè, đường Mỹ Lộc này quẹo phải vào nè, đây. Đường này quẹo vào cũng được nữa nè. Nhưng mà Văn Thanh sẽ đi lại đằng đó luôn để cho bà con mình tiện theo dõi. Đây, đường này đi chút xíu nữa cũng tới căn nhà của mình nha. Nhưng bây giờ mình sẽ đi theo cái con đường chánh này, đi theo đường Đại lộ Thiên Trường này đi nha. Đi tới cái quả địa cầu này nè, cái vòng xoay này nè. Tới đây mình rẽ phải nha. Đây, vào đi gặp cái quả địa cầu ngay cái vòng xoay này, mình quẹo phải. Rồi, rẽ phải vào đây. Đây là đại lộ Nam Phương. Đại lộ Nam Phương này đi thẳng là ra tới ngoài tỉnh lộ 835B. Đó, bây giờ Văn Thanh đứng đây nè, quay cho bà con mình thấy cái khung cảnh ở đây nè. Đó, sân golf nha. Đây nè, sân golf nè. Rồi công viên nè. Đây, công viên nè, rất là lớn, công viên rất là lớn luôn. Rồi, phòng chăm sóc khách hàng nè. Rồi sông Trị Yên nè. Đi ra hướng đó đó, đi thẳng ra là khu mở rộng tuốt phía sau nữa. Dự án này tới 300 mẫu lần đó, 300 hectare nha. Rồi mình theo đại lộ Nam Phương này mình đi nha. Đại lộ Thiên Trường, xong rồi tới vòng xoay quẹo qua đại lộ Nam Phương. Bên đây là dự án trường học nè. Future Eco School, trường mầm non quốc tế nha. Đây đó, của mình là đối diện trường mầm non quốc tế, rồi đối diện công viên nha, rất là nhiều tiện ích. Đây, của mình là đối diện công viên này nè. Đó, căn nhà mình bên đó đó, bà con thấy không? Đó, bà con thấy chưa, căn nhà mình bên đó đó, qua cái công viên này tới căn nhà mình nha. Đó, căn nhà mình xa xa nè, bà con thấy chưa? Đó, bây giờ Văn Thanh sẽ đi tiếp cái đại lộ Nam Phương này nha. Đi theo đại lộ Nam Phương này nha bà con. Đi hết cái công viên này nè là tới căn nhà của mình. Đó, căn nhà đẹp đẹp bên đó đó. Mình là view công viên luôn nha bà con.
đi có chừng 100 mét nữa ra tới cổng chào đó. Cổng chào đó là tỉnh lộ 835B ở phía trước đó. Đây, tỉnh lộ 835B đây, khoảng cách 100 mét tới rồi nha. Kế bên tỉnh lộ 835B. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái đường của mình là đường Mỹ Tân nha. Rồi mình rẽ vào đường Mỹ Tân này nè. Hết công viên là mình bo vào, bo phải nha. Đây. Bo phải theo cái công viên. Đó, căn nhà của mình đó. Gặp căn nhà đầu tiên bên tay trái, nhà mình hướng nam nha. Nhà mình hướng nam. Đối diện công viên này nè. Lúc trước ao sen rồi lên đẹp dữ lắm á. Lúc này ao sen người ta tiễn lại thưa thưa rồi, mai mốt đợi nó tranh thủ nó lên lại. Rồi, Văn Thanh sẽ dừng lại để Văn Thanh sẽ giới thiệu cho bà con mình kỹ hơn nha. Căn này chính chủ gửi luôn nha. Đây là mặt tiền đường này là đường D9. Đường D9. Rồi nó giao với đường D1 nè. Đường này từ đây bà con mình đi tới đó chút xíu, đi thẳng ra 835B kế bên, bên. Nhà mình thì hướng nam, chánh nam luôn. Bề ngang được 5 m, bề sâu vô 20,5. Nhà này thì xây dựng có giấy phép hẳn hoi nha. Có giấy phép xây dựng rồi. Ở đây thì đây đi qua bên đó đi qua chừng có chừng 100 m là có khu phòng khám đa khoa 5 sao ở bên đó nha, đang dự án đang xây dựng bên đó đó. Đó, dự án đa khoa rồi mình thì đối diện với công viên này rất là rộng luôn. Đây nguyên cái khu công viên luôn, hồi đó ao sen mọc dữ lắm. Đây công viên này thì vào trong đây thì ao sen rồi cây gối rồi nguyên cái hồ bự chà bá đằng đó, rộng lắm, cái hồ này rộng dữ lắm. Đường này là đường nhựa 8 m nha. Mặt tiền của mình là đường nhựa của nó là 8 m. Vỉa hè của mình được 3,5 m. Mình cách một căn gốc cái căn nữa tới mình. Nhà là gần như là gần gốc luôn. Gốc ngã tư. Này. Quay bên hông cho bà con mình coi nha. Đây nè, trệt nè, lầu 1, lầu 2. Rồi sân thượng. Đây, bên đây chưa có nhà nào nên quay bên hông cho bà con mình dễ hình dung. Đây căn nhà của mình nha, màu xanh nè. Đường mình ở đây là đường trên bảng hiệu đây là mình là đường Mỹ Tân nha. Đường Mỹ Tân giao này là giao đường Mỹ Lộc. Đây. Tên đẹp lắm, tên là đường Mỹ Tân. Mặt tiền đường Mỹ Tân nhưng mà trên sổ của mình là đường D9 nha. Trên bản đồ Google Maps là nó là đường D9. Nhưng mà trong thực tế trong đây là tên đường là Mỹ Tân nha bà con. Gần đường D1. Nhà mình một trệt, một hai lầu với một sân thượng hướng nam. Ở đây là xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Này chi tiết thì Văn Thanh sẽ đi vào trong đó rồi Văn Thanh sẽ quay cụ thể cho bà con mình tham khảo thêm. Bây giờ quay vòng vòng ngoài. Rồi Văn Thanh sẽ ghi số điện thoại của chủ lên video rồi bà con mình tiện liên lạc với chủ nhà để mình tiện làm việc nha. Từ đây lên tới chợ Bình Chánh khoảng chừng 3 cây số tới chợ Bình Chánh rồi. Diện tích của nó là 102 m², đất thổ cư, sổ hồng riêng, có nhà, có giấy phép xây dựng hẳn hoi hết. Giờ Văn Thanh đi từ từ chậm rãi quay ở trong cho bà con mình tham khảo. Nhà này thì hoàn công từ ngoài cho tới trong hết, bà con mình chỉ xách ra vali về là ở thôi nha.
Nhà là nội thất là hoàn thiện hết rồi. Đây là phòng khách. Văn Thanh cứ quay từ từ chậm chậm cho bà con mình tiện theo dõi. Cứ từ từ xem nha, từ từ xem. Rồi, khi nào mà quyết định rồi thì đi xuống khu đô thị 5 sao. Mình liên hệ trực tiếp với chủ nhà để chủ nhà mở cửa cho mình đi vào mình xem. Nhà đây rồi, mới xây mới hoàn thiện luôn. Đây là nhà bếp, phòng ăn. Đó, Văn Thanh quay từ từ, bà con mình cũng từ từ xem nha. Từ từ xem, đó, rồi. À, giá thì giá thương lượng chính chủ luôn, chủ báo giá là không nói thách. Giá 5 tỷ, 5 tỷ 6, 5 tỷ 600 triệu, thương lượng chính chủ. Rồi, Văn Thanh mở cái sân sau cho bà con mình xem. Hai thẳng lùi phía sau, thẳng lùi này chắc khoảng 2 mét ạ. À, con mình về đây mình làm chỗ phơi đồ rồi giặt đồ. Thẳng lùi phía sau nha. Rồi, Văn Thanh hầu như là đã quay phần phòng khách với nhà bếp, phòng ăn. Đây dưới chân cầu thang thì có nhà vệ sinh đây nha, nhà vệ sinh phía dưới mình có nhà vệ sinh ở đây. Đó, rất là gọn. Ở đây là con có vòi sen tắm luôn. Nhà mới cáo luôn nha, chưa ở luôn. Rồi, bây giờ Văn Thanh lên lầu 1. Lên lầu 1 để cho bà con mình tham khảo. Đây, quay cầu thang nha. Gỗ, tay cầm bằng gỗ. Đá hoa cương. Đó, quay ngay cầu thang cho bà con mình thấy. Rồi, con Thanh đi lầu 1 để giới thiệu cho bà con mình hình dung nha. Con Thanh cũng từ từ quay và bà con mình cũng từ từ xem cho nó kỹ, xem cho nó rõ. Khu đô thị này thì Văn Thanh tìm hiểu trên trên mạng á, nó tới 300 hecta là 300 mẫu đất á. Một mẫu đất nó tới một mẫu là nó tới 10.000 mét vuông. 10.000 mét vuông mà đây tới 300 mẫu nha. Ở đây là phòng ngủ. Phòng ngủ phía sau, phòng ngủ phía sau thì trong phòng ngủ nó có nhà vệ sinh nha. Đây, trong phòng ngủ có nhà vệ sinh luôn. Ở lầu 1. Phòng ngủ phía sau ở lầu 1. Đó, nội thất là coi như là hoàn thiện hết luôn, bà con mình chỉ xách vali vô ở thôi. 5 tỷ 6 thôi nha bà con. Rồi, phòng ngủ phía sau thì hai cửa sổ. Hiện tại thì nhà cửa chưa có nhiều. Gió rất là mát mẻ luôn. Thì ở đây thì cứ xây dựng lên nó có cái khoảng lùi gì nè, khoảng lùi 2 mét gì nè mỗi bên. Thì mai mốt mình cũng có 2 mét thì người ta cũng 2 mét nên cộng lại 4 mét. Khoảng lùi sau thì người ta 2 mét, mình 2 mét là được 4 mét, cũng tương đối là rộng rãi ha, gió lùa vào, gió trời. Giờ
phòng ngủ, quay phòng ngủ phía sau. Giờ Văn Thanh sẽ quay phòng ngủ phía trước cho bà con mình tham khảo. Chung là chủ nhà là làm hầu như là rất là kỹ lưỡng rồi và rất là đầy đủ rồi, có sẵn hết, có 5 tỷ 6 thôi, xách vali vào là ở luôn, cái gì cũng có hết. À, phòng ngủ phía trước. Đây, quay cho bà con mình phòng phía trước. View mình là view view công viên hướng chánh nam luôn nha. Phía trước thì cũng có nhà vệ sinh nha, phòng tắm. Đó, kết cấu của tầng tầng 1. Tầng 1 mình thì hai phòng ngủ nha, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh. Rồi giờ Văn Thanh sẽ tiếp tục đi lên lầu 2. Thì lầu lầu 2 với lầu 1 nó cũng giống nhau nha, trang trí lầu 2 và lầu 1 cũng vậy. Đây cũng có phòng ngủ phía sau. Đây lầu 2 kết cấu cũng như lầu 1, cũng có phòng phòng tắm, nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn nha. Phía trước, bây giờ mình đi ra lầu 2 phía trước. Đây cũng là view view công viên, cũng có nhà vệ sinh, phòng tắm ở trong trong phòng ngủ của mình. Trang trí đèn rất là đẹp nha, rất là nhiều màu luôn. Đây, cửa thì cửa chính lầu 1. Khu này thì rất là rộng rãi, đó, công viên rồi trường học, bệnh viện trong khu luôn. Mặt tiền là tỉnh lộ 826 là đường Đinh Đức Thiện đó, cặp tranh với chợ Bình Chánh luôn. Rồi một mặt tiền là tỉnh lộ 835B, 835B là đi về chợ Gò Đen nè, đi ra quốc lộ 1A rồi đi về chợ Long Thượng. Rất là nhiều hướng đi nha, khu đô thị 5 sao này bây giờ nhà cửa mọc lên rất là nhiều. Rồi bây giờ Văn Thanh lên trên sân thượng cho bà con mình tham khảo. Đây Văn Thanh đang đi ở trên sân thượng. Rồi bà con ra đây đứng nha, gió rất là mát mẻ luôn. Hiện tại nhà đang mọc lên rất là nhiều. Trên Google Maps bà con mình mở ra mình thấy nhà ít đó, chứ còn bà con đi thực tế đi, nhà nhiều lắm. Đó, bệnh viện nằm đó đó. Dự án của bệnh viện đang nằm đây nè. Tỉnh lộ 835B nằm ở đây. Tỉnh lộ 826 nó nằm ở cổng này, rất là nhiều cổng vào nha. Về đây nước nằm tuốt ở trên sân thượng luôn. Nước về đây thì xài bao mạnh luôn nha. Này các con đường nội bộ nè, công viên nè bà con. Đó, rồi dự án trường học bên kia, trường học quốc tế đó.
Văn Thanh đang ở trên sân thượng nha. Đây Văn Thanh sẽ đi ra phía trước, quay phía trước cho bà con mình tham khảo. Đây, đang đứng ở sân thượng phía trước. Đó, nhìn mê hả bà con. View công viên này nha. Đó, ao sen đó. Còn mình thấy chưa? Rất là đẹp. Rồi, bây giờ Văn Thanh báo giá lại nha. Căn nhà này là một trệt, hai lầu, một sân thượng, hướng nam. Tổng diện tích là 102 m², đất thổ cư, sổ hồng riêng. Nhà xây dựng có giấy phép hẳn hoi. Nội thất là hoàn thiện bên ngoài và bên trong, chỉ cần xách vali vào ở thôi. 5,6 tỷ giá chính chủ kêu bán, liên hệ chính chủ luôn nha. Văn Thanh đọc số điện thoại của anh chủ nhà. Rồi bà con mình bữa nào muốn đi xem thì mình alo trước nha. 090 2968101. Văn Thanh đọc lại: 090 2968101. Rồi, đây là Văn Thanh quay cái video này là theo yêu cầu của chủ nhà, liên hệ chính chủ, không có qua cò nha. Trả giá chính chủ luôn, mà giá này là giá báo rất là sát nha. Rồi, mọi thắc mắc gì đó trả giá thì bà con mình cứ liên hệ với anh chủ nhà. Còn ai cần nhờ hỗ trợ bán nhà đất thì quanh khu đô thị năm sao này, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thì alo cho Thanh Cò. Rồi, Thanh Cò xin chào.